Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm season 19. Và như trên màn hình em cũng đã thấy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là nhân vật DW. Và trong những cái ngày cận Tết thì công việc của mình cũng khá là bận rộn, nên mình cũng sẽ cố gắng để có thể ra được video đều cho anh em trải nghiệm được các cái nhân vật sau khi được làm lại ở season 19. Thì mong anh em ủng hộ bằng cách nhấn like cũng như là đăng ký kênh giúp mình. Và chúng ta sẽ đi đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn sơ bộ về ngoại hình của em đó. Khi mà được lên season 19, nhân vật DW của chúng ta sẽ được trang bị một set level 1500 Lightning và một cây gậy level 1400 màu đỏ, rất là đẹp anh em ạ. Và bây giờ cánh của em nó sẽ được đổi sang là cánh dạng thiên thần và vẫn giữ lại sắc thái màu vàng giống như là cánh cấp boss và có thêm hiệu ứng rơi long vũ. Nhưng mà về mức độ so sánh vẻ đẹp thì mình vẫn đánh giá em này vẫn thấp hơn so với nhân vật Runewitcher của chúng ta ngày hôm qua, khi mà nhân vật Runewitcher có đồ rơi long vũ màu hồng phớt rất là đẹp anh em ạ. Còn nhân đối với nhân vật DW của chúng ta thì riêng cái cảm nhận của mình thì vẫn chưa là đẹp bằng, nhưng mà so với các cái nhân vật khác thì cũng không đến nỗi nha, chấp nhận được. So với các cái hình ảnh mà rò rỉ trước đó về cảnh cấp 5 của DW thì trông giống như hoạt hình, thì bây giờ thực tế em nó đẹp hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một chút về bảng C của em nó. Nhân vật DW của chúng ta sau khi lên season 19 sẽ được đổi tên thành Darknet Witcher. Đấy. Và cũng như các nhân vật khác, cấp độ của em nó đã được nâng cấp lên level 1600. Và sau khi sử dụng skill book và Witcher Mastery thì lượng phép thuật của em nó có thể đạt được ngưỡng là 38.000 nhé nhé. Gần 39.000 ấy, 38.900 mấy, mình cho là gần 39.000. Sức mạnh phép thuật cũng là một con số không đến quá nổi là thấp. Và crit dam bây giờ em nó được max tối đa crit dam là 80%, excellent dam là 56, double dam là 24, triple sẽ là 16 và dam xuyên giáp hiện tại nhân vật này sở hữu là 29%. Trời ơi, cực kỳ khủng khiếp anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục điểm sơ qua một chút về trang bị của em nó. Như đã nói lúc này, nhân vật DW của chúng ta sẽ sở hữu một cây vũ khí apostaff giống như nhân vật Kudun, và cũng sẽ được tăng thêm 247% sức mạnh phép thuật. Rất là ngon anh em ạ. Đối với khả năng phép thuật của DW ở season 19 này, mình nghĩ là sẽ rất là tốt, với tốc độ đánh lên đến 288 luôn. Được rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với set Lightning, set level 1500. Và set này sẽ tăng cho skill attack power lên 260 điểm và năng lượng là 520 điểm. Kèm theo đó, cái mà anh em cần quan tâm đó chính là khả năng xuyên giáp 9%, cũng như là tăng máu tối đa chúng ta lên 2.524 điểm. Trời ơi, giảm đam 468 điểm, chỉ số quá là tuyệt vời anh em ạ. Tất cả các cái điểm được sẽ được cộng thêm 152. Ui, quá là ngon được cái set 1500 này. Và cả cuối cùng không thể thiếu của chúng ta đó chính là Win 5, cánh cấp 5. Sau khi anh em đó sau khi nhân vật DW của chúng ta mà được sở hữu cánh cấp 5 thì tương tự như các nhân vật khác cũng sẽ được tăng thêm đam phép thuật là 2.324 điểm. Lượng phòng thủ sẽ được tăng thêm là 2.737 điểm và đam correction sẽ là cộng 16. Tỷ lệ phần trăm đam tăng thêm và lượng đam hấp thụ đi sẽ giống như là Win 4, không khác gì nhé. Và chỉ khác thêm một cái nữa, đó chính là sức mạnh của cái dòng của em nó đã được tăng thêm. Ở các season trước thì sức mạnh của dòng tăng thêm của em nó chỉ dao động vào khoảng 5% độ lại, nhưng bây giờ dòng tăng thêm của em nó lên đến 7%. Như trên màn hình anh em cũng có thể thấy, dòng xuyên giáp của nhân vật DW này đã được tăng thêm 7% bởi cái cánh cấp 5 này. Và lượng phép thuật được tăng thêm là 273 điểm. Trời ơi, quá là ngon anh em ạ. Kèm theo đó sẽ là khả năng tấn công thuộc tính sẽ tăng lên 240 điểm và khả năng tấn công thuộc tính thành công là 125 điểm nhé. Và đối với các nhân giống như các nhân vật phép khác, mình cũng sẽ sử dụng cho em nó một con UR và một cái Brilliant Orb cấp Master để có thể được đi trên ở map cuối. Và để thể hiện được sức mạnh của em đó cũng như khả năng đi trên ở cái map cuối của solo em nó ra làm sao, chúng ta hãy đi đến với map Island ngay bây giờ.
Rồi, mình vừa đưa em nó đến với map Iceland, bài lửa và bài gió chính là bài khắc hệ của cái penta của mình. Và như anh em có thể thấy, DW của chúng ta hiện tại đang sử dụng skill Master 4, đó chính là skill thả mưa thiên thạch, bảo mưa thiên thạch anh em. Đây là skill cũ, không có gì mới mẻ cả. Tên của nó sẽ là Metal Storm. Mình hiện tại đang đưa nhân vật DW của chúng ta đứng ra giữa bài. Vẫn là uống máu khá là nhiều anh em ạ, nhưng vẫn có thể solo được nếu như mà anh em đứng nút cấp. Bởi vì đam của quái map Iceland này rất là cao, nên việc uống máu là bình thường thôi anh em. À, đang phòng thủ của DW khi mà có mana siêu thì miễn ban anh em ạ. Đây cũng cực kỳ tốt đối với skill cũ là skill level 800. Bây giờ mình sẽ sử dụng skill mới cho anh em chiêm ngưỡng nhé anh em. Mình sẽ đổi sang skill mới. Và đây là skill mới của nhân vật DW của chúng ta. Vừa thả mưa thiên thạch vừa quẩy rồng. Trời ơi tuyệt vời anh em ơi. Vừa thả vừa quẩy như thế này thì chính cả màn hình anh em ạ. Cẩn thận chết cho anh em. Có lẽ chắc mình sẽ phải đưa em này ra đứng nút góc một chút. Cảm giác của mình về sự cứu mới này là khả năng delay khá là cao anh em. Đám nó không dồn nhanh được. 1.026.000 đám kia anh em, cũng rất là ngon. Rồi, bị đóng băng này anh em. Quái bài á, level Iceland này sẽ có tỷ lệ đóng băng anh em nha anh em. Nếu như mà anh em clear quái không kịp thì nó sẽ giật chết và làm cho anh em bị đóng băng, không thể gây ra đam được. Khả năng chết ở bài là rất là lớn. Trời ơi, uống máu kìa anh em. Mình có lẽ để thấp bảo xuống một chút, nó đỡ uống, xem thử. Vẫn phải uống anh em ạ, một hít nửa cây máu. Kiểu này mà bị delay mạng hoặc là lag mạng một cái là hèo liền thôi. Rồi chúng ta sẽ đến với một trong những thứ tuyệt vời nhất của Season 19, đó chính là Master 5. Trước khi đổi sang Master 5, mình sẽ sử dụng skill cũ cho nó trên mình. Có vẻ cảm giác của mình là trên skill cũ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều anh em ạ, nó không bị delay anh em. Rồi chúng ta sẽ đến với Master 5 của DW. Rồi trên màn hình anh em cũng có thể thấy đập vào mắt anh em chính là DW của chúng ta chỉ có một skill mới nhé anh em, đó chính là Metal Storm Upgrade. Và skill này nó chính là sự kết hợp giữa skill quẩy rồng và skill metal. Và ba cái cột skill của mình, ba thẻ ba skill của mình đã được tăng max tối đa. Và chỉ số nó mang lại sẽ là 118 điểm attack power và 15 speed. Tất cả đều tăng 15 speed anh em ạ, nên tốc độ này nó sẽ rất là cao. Tương ứng với giống như cả các nhân vật phép khác thì nhân vật DW của mình ngày hôm nay cũng sẽ sử dụng các chỉ số tăng về phép thuật là chủ yếu. Ví dụ Wit Damn Power tăng thêm, rồi là cảnh gấp 5 tăng thêm, rồi là Max Dam phép thuật tăng thêm. Đối với thẻ thứ 5 mình sẽ tăng là Mastery Attack Power 324 điểm. Ui dồi ôi, quá khủng anh em ạ khi nâng cấp lên thẻ 3 cấp 5. Và đối với thẻ Elite, chúng ta quan trọng nhất vẫn sẽ là crit dam 9%, double dam 2.4%, dam excellence cộng 3 7.4%, dam xuyên giáp cộng 4 sẽ mang lại cho chúng ta 3.4%, và ở đây triple dam cộng 4 sẽ là 2.6%. Và skill quan trọng nhất đó chính là thẻ bài tinh nhánh
tăng đam của skill mở rộng và skill Master 5 lên 4.6%. Ôi ôi. Đối với cả con phép thuật thì anh em cũng lưu ý cho mình nên tăng max tối đa cả cột điểm về tăng Agi để có thể mang lại một lượng Agi cộng thêm rất là nhiều anh em ạ. Trên màn hình anh em cũng có thể thấy Agi của cấp độ 1 sẽ là 2.24 điểm, khi mà thẻ bài của mình sẽ là cộng 2, ở cấp độ 2 thì sẽ là 63 điểm đối với cộng 5 và cộng tối đa luôn đấy anh em. Và ở cấp độ 3 thẻ loại 2 của mình tăng Agi nó cộng lên đến tận 94 điểm nhanh nhẹn, ui bằng 2 viên ship 10 đấy anh em, quá là khủng khiếp. Thẻ bài nó sẽ cực kỳ quan trọng nếu như mà anh em có thể nâng cấp tối đa nó lên nhanh nhé. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại một chút với khả năng đi trên của em nó. Đây chúng ta sẽ đổi lại. Hiện tại khi mà đi trên ở Iceland với skill cũ là skill level 800 thì anh em có thể thấy lượng đam trên dây sẽ là DPS là 4.800.000, KDA sẽ là 0.42. Bây giờ mình sẽ đổi sang skill mới. Mình nghĩ skill mới đam nó sẽ không tốt bằng anh em ạ. Ui 5.000.000-6.000.000 kìa anh em. Ok phết chứ đùa. Anh em cũng có thể thấy hiện tại rank của skill Master 5 sẽ là rank 6. Lượng mana tiêu thụ sẽ là 105 điểm và AG của tím tiêu thụ sẽ là 20 điểm. Nó sẽ giống cực kỳ giống với skill level Master 800 nha anh em. Nó giống đến cả 3 xích skill đam nữa này anh em, 365 điểm cộng 184 và 365 điểm cộng 184, không khác gì nhiều. Có một lưu ý mình muốn gửi cho anh em là khi mà anh em muốn sử dụng skill Master 5 thì anh em phải đẩy tốc độ đánh của anh em lên rất là cao thì lượng đam mang lại nó mới hiệu quả, chứ nếu như mà anh em để tốc độ đánh thấp thì nó sẽ không tốt bằng so với việc anh em sử dụng Master level 800 đâu anh em. Rồi trên đây là một cái video ngắn của mình về con nhân vật DW trong season 19 và hy vọng video này thì sẽ giúp ích được nhiều anh em trong cái việc trải nghiệm nhân vật mới của mua online ở các cái season cao. Và anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, và đừng quên để lại bình luận ở dưới về cảm xúc của anh em cũng như suy nghĩ của anh em về nhân vật DW ngày hôm nay và mong muốn của anh em về làm các cái nhân vật tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Bye.